sau quãng thời gian nghỉ dịch khá là dài, từ nửa mùa dài năm ngoái, thì tinh thần của anh em, bản thân mình cũng như là toàn đội đang chờ đợi vào trận đấu đầu tiên của mùa giải 2022. Việc về quê ăn Tết với gia đình là đối với mình rất quan trọng, vì sau thời gian rồi khá là dài mình không được về thăm gia đình. Sau khi trở lại đội thì tinh thần anh em cảm thấy thoải mái và tốt hơn. Đối với một làm việc với một huấn luyện viên nội thì anh em sẽ dễ làm việc hơn và dễ hiểu nhau hơn, nên là chắc chắn là mùa giải 2022 sẽ là mùa giải đặc biệt với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.